Tiếp theo là phần tham luận của các vị thiền tông gia và Phật gia thiền tông về chủ đề tinh hoa đạo Phật. Đầu tiên, xin mời thiền gia Ngọc Lâm, cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bước lên trước micro, trình bày bài tham luận của mình. Xin mời thiền gia. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi có bài tham luận để đóng góp vào buổi lễ này với chủ đề là tinh hoa nhân loại. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã từng nghe câu hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, con người sanh ra để rồi chết đi. Ồ, thì ra thế giới này không có gì tồn tại bền vững cả. Chẳng nhẽ trong thế giới này không có gì trường tồn mãi mãi, gọi là vĩnh cửu hay sao? Hôm nay hoa nở để rồi mai hoa lại tàn, hôm nay trăng tròn để rồi mai trăng lại khuyết, hôm nay con người được sinh ra để rồi ngày mai lại chết đi. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng 2563 năm, có một vị thái tử con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia trị vì nước Ca Tỳ La Vệ ở miền nam của núi Hy Mã Lạp Sơn, danh là Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài có bốn cái thắc mắc như sau. Một, con người từ đâu đến với thế giới này? Hai, con người đến với thế giới này để tranh giành, hơn thua, chém giết lẫn nhau. Ba, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả. Bốn, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Bốn thắc mắc nêu trên, Ngài hỏi tất cả những vị quan trong triều và những vị thông minh trong hoàng tộc, nhưng không có vị nào giải thích cho Ngài rõ thông được. Vì vậy, Ngài xin vua cha ra ngoài hoàng cung hỏi những vị tu sĩ có danh tiếng để biết sự thật. Nhưng tất cả những vị tu sĩ có danh tiếng thời đó, không vị tu sĩ nào trả lời cho Ngài rõ thông được. Nên Ngài xin phép vua cha xuất cung đi tu để tìm cho ra sự thật bốn thắc mắc nêu trên. Và vua cha bằng lòng. Ở nước Ca Tỳ La Vệ này có rất nhiều đạo. Tất cả các đạo giáo, giáo sĩ đạo nào cũng nói đạo của mình là chân lý cả. Trong nước Ca Tỳ La Vệ có ba đạo được nhiều người theo tu nhiều nhất. Một là đạo thần, hai là đạo thánh, ba là đạo tiên. Giáo sĩ đạo thần thì dạy tu để có thần thông, để hiểu biết được tất cả. Giáo sĩ đạo thánh là dạy tu để được hiển linh, cái gì cũng biết. Giáo sĩ đạo tiên dạy tu để được nhàn hạ thì cái gì cũng thông. Thái tử Tất Đạt Đa nghe như vậy nên vào các đạo này tu suốt nhiều năm trời, nhưng không rõ thông được bốn thắc mắc của Ngài. Nên Ngài tự dụng công ngồi thiền để tìm hiểu. Sau cùng rồi thì Ngài cũng rõ thông bốn phần mà Ngài đã thắc mắc. Kính thưa quý vị, 6 năm trời Thái tử Tất Đạt Đa đã khổ công tìm cho ra bốn thắc mắc của Ngài. Sau cùng rồi Ngài cũng biết được. Tôi xin kể cho quý vị nghe, Thái tử Tất Đạt Đa 6 năm trời tìm cho ra sự thật như sau. Người của chúng ta ai ai cũng đều có cái tánh cả. Cái tánh đó chẳng từ đâu sanh ra và cũng chẳng bao giờ chết đi. Ngài tạm gọi là Như Lai. Hai từ Như Lai tạm dịch là chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu. Càn khôn vũ trụ thì bao la, không biên giới và chứa đầy những cái tánh đó. Khoảng không gian bao la không biên giới, Ngài tạm gọi là Phật. Mà các tánh đó thì có đầy khắp trong khoảng không gian bao la này, nên Ngài gộp chung lại gọi là tánh Phật. Khoảng không gian bao la có chứa hằng hà sa số tánh Phật, Ngài tạm gọi là bể tánh thanh tịnh, hay còn gọi là Phật giới. Trở lại, Ngài nhận biết trong mỗi con người chúng ta,
ai ai cũng có tánh Phật, nhưng chúng ta không biết, nên dụng công tu tìm cho ra tánh Phật. Con người ai cũng có cái thân, mà có thân thì phải có tánh người, nhưng chúng ta cũng không biết cho là linh hồn. Vì chỗ hiểu sai này nên con người đi cầu sinh và lại lục người khác. Kính thưa quý vị, vì con người hiểu sai như vậy mà còn kiến chấp cho ta là khôn hơn hết, là không ai bằng ta, sự yếu của ta là đúng nhất. Vì cái kiến chấp này mà con người sanh ra tưởng tượng. Chính cái tưởng tượng và kiến chấp này phát sinh ra, người tu có phẩm cấp cao cho ta là thầy giỏi, bịa ra những chuyện không thật để lừa người ngu dại. Người ngu dại tưởng thật nên quỳ lại người lừa bịp này. Sau cùng, người khôn và người dại này tự gieo nhân quả với nhau, cùng nhau bị nhân quả lôi cuốn, theo quy luật vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này cuốn hút và kéo đi. Kính thưa quý vị, trong mỗi cái tánh của con người có 16 thứ, gồm thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Vì tánh người có 16 cái thứ nêu trên, mà trong tánh người có cái tưởng là mạnh nhất, nên phát ra 84.000 cái tưởng nhỏ nữa. 84.000 cái tưởng nhỏ như sau: tưởng càng khôn vũ trụ này là do Thượng Đế làm ra, tưởng lại Thượng Đế thì được Thượng Đế ban phước, tưởng tu kiểu này thì thành Phật, vân vân. Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu tập chứng được tam minh lục thông, Ngài thấy biết được con người ngoài việc tạo ra nghiệp ác và nghiệp thiện thì con người còn có thể tạo ra công đức, mà công đức là phương tiện để mọi người trở về nơi mình đã từng ra đi, đó là Phật giới. Ở Phật giới sẽ không còn cảnh sanh già bệnh chết, đó mới là cõi vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi theo định luật thành trụ hoại diệt như ở trái đất hoặc trong tam giới này. Thấy biết được như vậy, Ngài muốn đem cái thấy biết chân thật ấy để chỉ dạy lại cho loài người cùng biết công thức để trở về quê xưa của mình. Nhưng nghiệt ngã thay, loài người thì bị vô minh của tánh người che lấp, nên không tin những lời nói của Ngài, mà ngược lại còn cho những lời chỉ dạy của Ngài là tà đạo, là của ma vương. Nhờ mở được ngũ nhãn nên Ngài thấy biết được khắp trong càn khôn vũ trụ này. Nhờ chứng được tam minh lục thông nên Ngài đành dùng phương tiện để dìu dắt chúng sanh bằng các pháp tu hành có dụng công, có chứng đắc để đáp ứng sự kém hiểu biết của loài người. Trong suốt 49 năm truyền đạo, cứu loài người ra khỏi dòng nhân quả luân hồi. Trong giai đoạn 15 năm đầu, Ngài dạy con người 37 pháp quán trợ đạo, để cho con người an trú vào cảnh tịch tỉnh để chứng đắc tứ quả thinh văn là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Pháp môn này Ngài dạy đầu tiên nên người ta còn gọi là pháp môn nguyên thủy. Những người tu theo pháp môn này khi được chứng đắc, họ liền đi về phương Nam để truyền bá nên còn gọi là Nam truyền. Tiếp theo 15 năm kế, Ngài dạy con người học lý luận để làm giảng sư nhà Phật. Pháp môn này còn gọi là triết lý Phật Thích Ca. 15 năm kế tiếp, Ngài dạy con người cách nghi tìm kiếm hữu dụng trong vật chất. Pháp môn này còn gọi là Đại Thừa. Song song trong những năm thuyết các pháp Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Ngài còn dạy con người tu niệm Phật và niệm mật chú. Tất cả cũng chỉ để đáp ứng cái tưởng của loài người. Trong thời gian dạy các pháp tu hành có dụng công, Ngài chú ý những người có căn duyên hiểu biết hơn người, để Ngài truyền lại sự hiểu biết tột cùng mà loài người chưa ai biết qua. Đó là pháp môn Ngài tạm đặt tên là Như Lai Thanh Tịnh Thiền.
nhưng số người tiếp nhận được pháp môn đó không có là bao. Nên Ngài đành nghĩ ra cách là bí mật truyền lại cho những thế hệ hậu nhân mai sau. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã kiểm thiền bằng cách là tay phải Ngài cầm một cành hoa sen giơ lên trước hội chúng 1250 người. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu được ẩn ý của Phật muốn dạy gì. Chỉ có mỗi mình ông Mahakajip là mỉm miệng cười. Đức Phật nhận thấy và Ngài đã ấn chứng cho ông Mahakajip sau này tiếp nối dòng thiền từ Đức Phật truyền lại cho các vị tổ ở các đời kế tiếp, và căn dặn phải đợi đến bời thời mạt thượng pháp, khi văn minh của loài người lên cao, pháp môn này phải chính thức được công bố ra cho mọi người cùng biết. Nếu ai muốn thoát khỏi vòng nhân quả luân hồi để trở về Phật giới thì phải chỉ dẫn công thức cho họ. Ngài Mahakajip được Đức Phật phó chúc cho ông làm tổ thứ nhất của dòng thiền. Pháp môn này được gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Đến đời tổ thứ hai là Ngài A Nan, Đức Phật dạy phải đổi tên là Thiền Tông. Ý nghĩa của hai chữ Thiền Tông là pháp môn thiền được truyền riêng theo một tông phái riêng. Vì không nằm chung trong các pháp tu có dụng công, nên hầu hết những người tu hành có pháp môn có dụng công, có chứng có đắc, không nhận biết được pháp môn này. Vì pháp môn này khi còn tại thế, Đức Phật chỉ truyền riêng cho những đệ tử có trí tuệ, hiểu biết sâu rộng và có niềm tin về chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng. Để làm vật tín, Đức Phật đã trao lại cho ông Mahakajip chiếc bát ăn cơm, áo choàng của Phật mặc khi đi ra ngoài và gói kệ quyền ký cũng như giáo lý của đạo Phật Thiền Tông. Từ đời tổ thứ nhất là ông Mahakajip truyền dẫn đến đời tổ thứ 28 là Ngài Đạt Mạ Tổ Sư. Dòng Thiền Tông chuyển hướng sang nước lớn phương Đông, hiện nay gọi là nước Trung Quốc. Dòng thiền tiếp tục thêm 5 đời tổ nữa. Đến đời tổ Huệ Năng, Ngài nhờ sự trợ giúp của vua Võ Tắc Thiên nên cho chép cuốn quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông ra thành 600 quyển. Nhờ đó mà sau này vua Trần Nhân Tông của nước Nam ta cũng nhận được bản sao quyển quyền ký này. Đức vua Trần Nhân Tông đọc được quyển quyền ký này, Ngài ngộ đạo. Nhân dân Đại Việt xưa gọi Ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thứ 12, Đức Phật có nói đến từ Long Nữ dạy người thành Phật. Long Nữ ấy đã nhận được bộ tập quyền ký và quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Vì những quyển sách của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông nên những vị tu theo đạo Phật từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến quyển quyền ký và giáo lý đạo Phật Thiền Tông này. Quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông Đức Phật viết bằng chữ điện từ nên gọi là Kinh Vô Tự. Vì quyển Kinh Vô Tự này là trình bày sự thật 100% từ vạn vật hữu hình đến vô hình, nhưng chưa được công bố ra nên người tu theo đạo Phật không ai biết là vậy. Đức Phật có dạy quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông như sau: nếu xuất bản được thì xuất bản, còn không thì thôi. Quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông nếu được xuất bản ra thì được hai cái lợi lớn. Thứ nhất là người nào đọc và hiểu được thì hoàn toàn người này không còn mê tín. Thứ hai, quốc gia Việt Nam nếu có nhiều người đọc mà hiểu thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ có nhiều người sáng suốt, không phạm pháp, không làm những việc tổn hại đến quốc gia. Kính thưa quý vị, đặc biệt đạo Phật Thiền Tông chuyên dạy hai phần. Một là giác ngộ, tức là hiểu biết. Hiểu biết từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi, vân vân. Hai là giải thoát, tức dạy công thức thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi do sức hút của điện từ âm dương nơi trái đất này để trở về Phật giới. Nếu những vị tu theo Phật học có danh tiếng cho pháp môn Thiền Tông là tà đạo,
thì những vị ấy hãy trình bày ra thế nào là chánh đạo, thế nào là giác ngộ, thế nào là giải thoát, và giải thoát là đi về đâu. Nói tóm lại, từ trước đến nay chưa có một tôn giáo nào chứng minh được con người từ đâu đến với thế giới này, con người đến với thế giới này để làm gì, sau khi chết sẽ đi về đâu thật rõ ràng như pháp môn đạo Phật Thiền Tông học này. Trên trái đất này có mấy loài sống chung và nhiệm vụ của từng loài ra sao? Trong càn khôn vũ trụ này có chứa những gì? Tại sao trên thế giới này không có gì tồn tại vĩnh cửu cả? Có cái nào là trường tồn vĩnh cửu, chẳng bao giờ bị hủy hoại theo thời gian? Vân vân và vân vân. Tất cả đều có trong câu trả lời trong quyển Huyền Ký và quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông học. Kể cả ba câu: hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, con người sinh ra để rồi chết đi. Như vậy, có phải là Đức Phật đã để lại cho nhân loại một tinh hoa hay không? Quý vị hãy thử dùng trí tuệ bát nhã của người học Phật chân chánh để suy gẫm lại xem. Thành thật cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Trân trọng kính chào.